Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngày mất đảo Hoàng Sa, Phạm Minh Chính tôn vinh người bán đảo Cho dù Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố gắng bảo chữa đến đâu Nhưng công hàm vào năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng vẫn là bằng chứng pháp lý mà phía Trung Quốc đưa ra Để bảo chữa cho hành động cướp lấy Hoàng Sa và một phần trường Sa của Việt Nam Cũng vì nắm trong tay bằng chứng pháp lý mà ngay từ ngày 17-19 tháng 1 năm 1974 Trung Quốc đã đem quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đây là mất mát cho cả dân tộc, cho cả đất nước. Cho dù lý do gì đi chăng nữa thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể che đậy được sự thật này. Đây là hình ảnh công hàm vào năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đã ra tuyên bố trong đó có ý rằng bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý tính từ bãi biển. Điều này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm cả phần đất của Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi Đài Loan, tức là tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa và quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc, theo Trung Quốc tuyên bố trong đó tây sa tức là hoàng sa của Việt Nam và nam sa tức là Trường Sa của Việt Nam. Không biết vì lý do gì mà ngày 14 9 năm 1958, ông Phạm Văn Đồng lúc đó là thủ tướng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại có công hàm gửi ông Chuôn Lai, thủ tướng Trung Quốc công nhận tuyên bố của phía Trung Quốc. Trong công hàm đã có đoạn ghi như sau: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố vào ngày 4 tháng 9 năm 1958, của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chỉ cần như vậy, phía Trung Quốc đã xem như đảo đã thuộc về tay của họ. Và năm 1974, họ đánh chiếm Hoàng Sa. Lúc này Hoàng Sa do Việt Nam Cộng hòa quản lý, nhưng họ đã thất thủ trước Cộng sản Trung Quốc với tiềm lực quân sự lớn hơn. Đây là hình ảnh cố Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng đấy là di sản mà ông phạm văn đồng để lại cho lịch sử lãnh thổ việt nam đã mất chỉ vì tờ khế ước ngày xưa ấy đảng cộng sản luôn tung hô ông phạm văn đồng là học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh tuy nhiên xuất sắc theo kiểu đem biển đảo dâng cho ngoại bang thì không thể nào gột rửa được nỗi ô nhục này trước lịch sử đảng cộng sản không chịu thừa nhận cái sai của ông phạm văn đồng tuy nhiên với nhân dân thì công hàm phạm văn đồng là một phần của lịch sử phần ô nhục và đáng xấu hổ. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2023 là 49 năm Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, ông Phạm Minh Chính lại tới nhà riêng ông Phạm Văn Đồng để dâng hương tưởng nhớ. Ngoài ra, ông Phạm Minh Chính còn ca ngợi ông Phạm Văn Đồng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực ra, ông Phạm Văn Đồng là người dưới quyền ông Hồ Chí Minh lúc ấy. Công hàm ông Phạm Văn Đồng đã ký thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc khi đấy lẽ ra không nên có. Nếu không, ông Hồ Chí Minh không đồng ý cho điều này thì không bao giờ được. Vậy nên, người dân cũng nên hiểu rằng Phạm Văn Đồng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cả khía cạnh này chăng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính dân hương nhà ông Phạm Văn Đồng nhân ngày mất Hoàng Sa. Còn về ông Phạm Minh Chính, việc chọn ngày Hoàng Sa bị đánh chiếm để tôn vinh một ông thủ tướng đã ký bán Hoàng Sa cho Trung Quốc thì có lẽ người dân Việt Nam nên hiểu con người của ông Phạm Minh Chính cho đúng hơn. Ông Phạm Minh Chính không thể không biết công hàm này, và ông Phạm Minh Chính không thể không biết ông đang dâng hương cho Phạm Văn Đồng, một kẻ đã nhượng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Cho nên, ông chính chọn ngày này để thắp hương vì tồn vinh của ông Phạm Văn Đồng là hành động thách thức lòng dân xem kẻ đi bán biển đảo của Tổ quốc lại là người có công không biết ông phạm văn đồng có công với ai nhưng chắc chắn ông có công với trung quốc rất nhiều vì nếu không có cái công hàm oái oăm này thì trung quốc không thể có bằng chứng pháp lý mạnh mẽ trước dư luận quốc tế cho được quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của đài trung hoa thời báo chấm với bản tin ngày mất đảo hoàng sa phạm minh chính tôn vinh người bán đảo Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gia yếu ra ngoài vịn Tây Tập về nước ông mạnh nhất trung ương Mỗi nhiệm kỳ Tổng Bí Thư của ông Tập Cảnh Bình, ông Nguyễn Phú Trọng đều phải sang Bắc Kinh diện kiến ít nhất một lần. Từ nhiệm kỳ thứ nhất, quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng vốn không mạnh bằng ông Nguyễn Tân Dũng. Tuy nhiên, đến năm 2015 thì thế lực đã nghiêng hẳn về phía ông Nguyễn Phú Trọng. Nhờ đó, ông đã đá bật ông Nguyễn Tân Dũng ra khỏi bộ chính trị. Ông Dũng phải ngậm ngùi về vườn làm người tử tế. Việc ông Trọng quật ngã được ông Nguyễn Tân Dũng dư luận cho rằng đó là vì ông Nguyễn Phú Trọng rất thân với ông Tập Cảnh Bình. Ông Tập còn là Phó Chủ tịch Trung Quốc vào những thời gian trước đây thì ông Trọng đã được trải thảm đỏ đón ông Tập tại Hà Nội. Còn Long Trọng hơn cả đón Hồ Cẩm Đào. Ông Trọng cũng làm mắt mắt ông Tập Cận Bình bằng rừng cờ 6 sao. Cờ Trung Quốc vốn chỉ có một sao lớn và bốn ngôi sao nhỏ xung quanh, nhưng ông đã được cho ông Trọng cho thêm một ngôi sao nữa, ngôi sao đó được hiểu là tượng trưng của Việt Nam. Đưa hình ảnh vào năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng đã long trọng đón Tập Kinh Bình bằng cờ 6 sao. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2015, ông Nguyễn Phú Trọng sang gặp Tập Kinh Bình. Ngay sau đó, thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng mạnh hơn hẳn lên. Tới cuối năm 2015, đầu năm 2016, ông Trọng đã ép được ông Nguyễn Tân Dũng rời khỏi vũ đài chính trị. Đây là kết quả lật kèo và phút chót, vì trước đó không ai nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm được gì ông Nguyễn tấn Dũng cả sau khi ông Nguyễn Tân Dũng ngã ngựa, ông Nguyễn Phú Trọng mang chiến lược đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình mang về Việt Nam đổi thành chiến dịch đốt lò để đánh vào gốc rễ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Hàng loạt quan chức dưới trướng của ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải vào tù, trong đó có cả Trần Bắc Hà và Đinh La Thăng. Riêng ông Trần Bắc Hà đã phải chết trong trại giam một cách hết sức bí ẩn. Đây là hình ảnh ông Tập Cận Bình thưởng công lao cho ông Nguyễn Phú Trọng bằng huân chương hữu nghị. Diệt Tham nhũng là lá bài bị dân, vừa cho dân thấy ông là người làm trong sạch bộ máy của Đảng và bộ máy của nhà nước, vừa triệt tiêu được những thế lực không chịu thuần phục ông. Nhờ đó mà quyền lực của Nguyễn Phú Trọng ngày càng mạnh lên, trông thấy chưa có đời tổng bí thư nào mà hai lần bị quật ngã được chủ tịch nước như ông. Khi quật chủ tịch nước dễ như lấy kẹo trong túi ra thì rất có thể ông lại lấn tiếp đến chiếc ghế thủ tướng chính phủ. Hồi cuối tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng là người nhanh nhất thế giới mang dâu đội mũ sang Bắc Kinh gặp Tổng Kinh Bình ngay sau khi ông Tổng Kinh Bình chính thức trở thành Chủ tịch kiêm Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba. Chuyến đi này, ông Trọng được ông Tập Kinh Bình tiếp đón trọng thị và trao cho huân trường hữu nghị. Về đến Việt Nam, quyền lực của ông Trọng mạnh hơn hẳn và cú quật thứ hai bao gồm hai phó thủ tướng Tây học và chấn động nhất là quật luôn ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngã gục. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2022, tờ Tân Hoa xã có chụp hình ảnh không biết là vô tình hay cố ý mà phản ánh rất đúng với mối quan hệ hai nước. Đó là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng già nua, nhỏ thó và yếu ớt, bước đi không vững kế bên là ông Tập Cạnh Bình cao to như hộ Pháp, nhìn rất dồi dào, sinh lực. Ông Trọng phải vị vào tay ông Tập để cùng bước đi được. Nhìn hình ảnh này, có người có cảm tưởng rằng nếu ông Tập bước đi nhanh thì có lẽ sẽ kéo ngã luôn cả ông Trọng. Đây là hình ảnh trùm cuối Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phải vị tay Tập Cạnh Bình để bước đi. Có lẽ Tân Hòa Xã muốn ám chỉ hình ảnh nước lớn bên cạnh nước nhỏ Tuy nhiên hình ảnh này không gợi cho một số người cảm nhận về ông già lụm khụm, sức khỏe suy yếu, ra ngoài tìm kiếm sự hỗ trợ để tăng thêm sức mạnh và trở về làm vua xứ mình. Hiện nay ông đang là vua ở Trung ương Đảng, vua cả bộ chính trị và là vua trong cả tứ trụ. Đường lối ngoại giao của ông Trọng xưa nay người Việt không có gì xa lạ. Ông chọn cách nhún nhường trước Bắc Kinh để đổi lấy sự che chở chính trị cho đảng của ông cũng như cho bản thân gia đình ông. Chỉ cần nuôi và giữ chức thế của ông Trọng mạnh lên thì người được ông Trọng đào tạo để tiếp quản chiếc ghế đứng đầu đảng cũng là người sẽ theo chủ nghĩa thuần phục giống như ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Gia yếu ra ngoài vị tay tập về nước ông mạnh nhất trung ương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de